Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube Chris Nguyễn. Và tôi là Nguyễn Văn Vinh. Tiếp tục là chủ đề về bệnh ký sinh trùng trên cá. Như chúng ta đã biết thì đối với con cá chim vi vàng ấy, thì khi mà nó mắc những bệnh liên quan đến vi khuẩn thì hoặc thậm chí có thể là virus, nó vẫn ăn và vẫn tăng trưởng nhưng vẫn hao hụt. Chỉ có khi nào mà nó dính vào vấn đề môi trường hoặc là bị cảm nhiễm ký sinh trùng thì lúc này cá nó sẽ ăn chậm hơn, thậm chí là bỏ ăn vì cái mang và cái da của nó đang rất là khó chịu. Mang thì khi mà nhiễm ký sinh trùng hoặc nấm nó sẽ rất là khó thở, và con cá nó sẽ có biểu hiện là bơi chậm hoặc là nổi trên mặt nước. Lúc mà nổi trên mặt nước bơi vòng nhanh, và lúc này là con cá vẫn chỉ là chớm bị cái mang của nó mới có gọi là hơi bị cảm nhiễm, cũng như là cũng hơi bị tiết nhớt vào xương phù, vẫn hô hấp tốt cho nên nó sẽ ổn định. Nhưng mà khi mà con cá bắt đầu là bơi chậm và bỏ ăn thì lúc này là cái lá mang của nó bắt đầu bị tiết nhớt, tiết dịch và đã bị sưng, gọi là xuất huyết hoặc là bị phù. Thì như vậy này, từ những cái biểu hiện như vậy thì chúng ta sẽ phải tiến hành những biện pháp để chúng ta trị ngay. Là người ta mình hay nói là cái trị giai đoạn sớm, như vậy nó sẽ có tác dụng tốt hơn so với giai đoạn trễ. Tại vì khi giai đoạn trễ con cá nó bỏ ăn rồi thì chúng ta không thể nào đưa những cái gọi là sản phẩm để hỗ trợ sổ ký sinh trùng được. Thì lúc này chúng ta phải kết hợp giữa tắm và cho ăn. Tại vì khi tắm thì bắt đầu cái mang nó sẽ được làm sạch bằng những hóa chất ví dụ như phọc môn hoặc là sanmethylene. Thì như vậy thì cái mang con cá sẽ được làm sạch tạm thời, và lúc này con cá sẽ thở được, hô hấp được và nó sẽ ăn. Và lúc này chúng ta phải sử dụng ngay cái sản phẩm sổ kết hợp với kháng sinh. Thì như vậy thì nó sẽ, thứ nhất nó sẽ vừa sổ ký sinh trùng, thứ hai là nó sẽ trị những cái vấn đề liên quan đến con cá sẽ bị mất nhớt, tụt nhớt và vi khuẩn cảm nhiễm. Đó là cái phương pháp tối ưu khi mà chúng ta điều trị con cá ở giai đoạn muộn. Còn khi mà con cá vẫn còn ăn thì chúng ta phải tiến hành ngay những cái biện pháp như sổ ký sinh trùng kết hợp với vitamin tổng hợp, bổ gan để nâng cao cái sức khỏe. Những cái sản phẩm sổ thì nó sẽ làm cho cái trong khi vào trong cái mao mạch của ruột thì bắt đầu nó sẽ được đưa vào trong tế bào máu, và lúc này thì nó sẽ vận chuyển đến khắp cơ thể, ra mang rồi ra phần nhớt, ra cá, thì nó sẽ làm cho con cá nó bắt đầu là những cái ký sinh trùng, ví dụ như là trùng quả dưa hay là giận cá, đỉa cá, cũng như có thể là nấm, nó sẽ bắt đầu rời rụng. Và lúc này cộng thêm kháng sinh nữa thì nó sẽ làm con cá nó sẽ có những cái hồi phục một cách từ từ. Nhưng mà tất nhiên rằng con cá sẽ ăn không thể sung như bình thường, nên chúng ta phải rất là chịu khó để chúng ta phải ngồi, như ví dụ như cái lồng này từ sáng đến giờ là cho ăn cứ ít một và cứ lai dai như vậy, chứ không thể nào mà cho ăn một lần no ngay được. Tại vì dù sao á, khi mà chúng ta trộn cái sổ ký sinh trùng vào thì cái bản thân cái thức ăn nó rất là khó ăn. Sẽ bình thường chúng ta không trộn gì ấy, hôm nay chúng ta chỉ trộn bổ gan hay vitamin ấy. Thì thậm chí là thuốc kháng sinh ấy, con cá ăn rất là sung. Nhưng mà trộn ký sinh trùng vào, sổ ký sinh trùng thì con cá nó sẽ ăn chậm lại, vì dù sao cái sản phẩm nó cũng có vị nó không được ngon miệng, dẫn đến là con cá nó ăn không được sung như bình thường, chúng ta phải chịu khó. Đây cũng là một cái gọi là cái phương pháp, những cái gọi là cái trong những cái điều kiện điều trị chúng ta bắt buộc phải làm, chúng ta phải chấp nhận cái sự kiên trì kiên nhẫn để chúng ta dìu đàn cá của mình. Chúng ta chịu khó trong khoảng 2-3 ngày thì khi mà con cá bắt đầu hồi phục, lớp nhớt bắt đầu dày lên, cái mang bắt đầu hồi phục thì con cá nó sẽ tự nhiên ăn mạnh, ăn sung lên. Thì lúc này cái dinh dưỡng nó sẽ được đảm bảo, hệ miễn dịch sẽ được hồi phục, con cá sức khỏe sẽ tốt hơn. Thì lúc này tự nhiên con cá nó sẽ ăn sung trở lại và nó lại quay lại cái quỹ đạo phát triển bình thường, và nó sẽ bù lại trong những ngày mà con cá nó bị bệnh. Đó. Những cái mình phân tích cho các bạn được hiểu rõ hơn về cái phương pháp là trị bệnh, cũng như xác định cái thời điểm mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng những biện pháp để chúng ta can thiệp khi con cá bị nhiễm ký sinh trùng vào thời điểm nước xấu hoặc là
nó bị một cái vấn đề nào đó về môi trường làm cho nhớt ở mang ra nó bị tụt, dẫn đến các bệnh cơ hội về nhiễm khuẩn cũng như là nhiễm nấm cũng như là ký sinh trùng trên các đối tượng cá biển. Bài chia sẻ của mình đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một buổi thành công và hãy nhớ đăng ký kênh và like như chia sẻ kênh Chris Nguyễn để ngày càng có nhiều thông tin hơn, cũng như các bạn có ý tưởng gì thì cứ comment, mình sẽ cùng nhau để chia sẻ và giải đáp những thắc mắc mà các bạn quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.